Vâng thưa quý vị, trước thông tin các trường công bố điểm chuẩn, dư luận đang hướng sự chú ý tới trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội bởi 2 năm liên tiếp gần đây, trường đều có mức điểm chuẩn là 30. Năm nay, dù kết quả chưa được công bố nhưng theo dự đoán, một số ngành học của trường vẫn sẽ có điểm chuẩn lên tới 30 điểm. Cụ thể sau các lần lọc ảo, cơ bản điểm chuẩn của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã được định hình, không có nhiều đột biến so với năm 2021, trong đó mặt bằng chung các ngành có xét tuyển bằng tổ hợp C00 đều có điểm chuẩn cao, dự kiến tăng khoảng 2 điểm. Đặc biệt ba ngành Đông phương học, Hàn Quốc học và quan hệ công chúng dự kiến có thể điểm chuẩn tới 30 điểm. Nguyên nhân là do kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022, môn Ngữ văn có 42% thí sinh đạt điểm giỏi, Lịch sử 18,3% thí sinh đạt điểm giỏi, tăng mạnh so với kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021. Tổ hợp các môn đều cao nên điểm cũng sẽ cao. Năm ngoái điểm chuẩn tổ hợp C00 của ngành Hàn Quốc học, Đông phương học và quan hệ công chúng lần lượt là 30, 29,8 và 29,3.